Chọn não. Thế thì đây là cái dàn bài mà mình sẽ định trình bày với các bạn. Cái này thì nó rất dễ để mình đưa ra cái dàn bài này để mình thấy là khi mình đọc tổn thương ấy thì mình cũng nên đọc theo tuần tự như thế này. Thì mình sẽ tránh bỏ sót những cái tổn thương, đặc biệt là những cái trường hợp là đa chấn thương hay những cái trường hợp mà chấn thương mà nó ở cái giai đoạn sớm ấy. Mình đọc trong những đêm trực mình đọc thì rất là nhanh hay bỏ sót. Đấy. Thế thì tại sao mình lại đọc như thế nào? Thì mình đọc là từ ngoài vào trong, từ ngoài vào trong và từ tổn thương nguyên phát đến tổn thương thứ phát nếu mình có thấy. Để nhắc lại sơ bộ về cái giải phẫu mà liên quan đến chấn thương sọ não thì chúng ta đã biết là cái xương hộp sọ chúng ta ấy thì có hai cái phần, một là cái phần xương vòm sọ và thứ hai là xương nền sọ. Cái xương vòm sọ ấy thì gồm có xương gì ạ? Xương trán, xương đỉnh, xương thái dương, xương gì ạ? Xương chẩm, đúng không ạ? Và các cái xương này thì gồm có hai bản, bản ngoài thì dày hơn bản trong, và bản trong thì nó có cái gì ở sát xương, nó có cái màng cứng, đúng không ạ? Màng cứng nó là một sát xương. Thế thì cái đấy thì mình sẽ trình bày thêm về cái phần màng não. Thứ hai là cái nền sọ thì người ta chia làm 3 tầng. Tầng trước thì nó từ cái bởi cái xương trán và giữa là màng xay và màng xang thì nó có cái đấy là mình chia thành cái tầng trước. Thứ hai là tầng giữa thì gồm có chủ yếu là cái xương hố yên và hai bên của xương bướm. Kèm theo nó có cái hố thái dương. Thái dương và cái tầng sau là cái tầng mà gồm có đánh nền và mũi chẩm. Bao chẩm cũng chậm. Sau đó có hai bên là cái hố tiểu não. Thì cái này ai cũng nắm được rồi. Học giải phẫu tầng 1 đã biết rồi. Thì đây là cái xương trán này, xương đỉnh này và xương chậm. Lưu ý các bạn là đọc thường các bạn đọc sai cái vị trí giữa cái xương đỉnh với xương trán này. Và khi các bạn sai vị trí này và các bạn đọc cái thùy ấy, cái thùy não thì các bạn cũng đọc sai luôn cả cái thủy não theo cái mình cứ nghĩ là theo cái xương này, cái thực tế thì không phải. Tổn thương nó nằm ở sát xương đỉnh nhưng mà thực tế lại thuộc thủy trán của các bạn, thì chúng ta sẽ lưu ý cách nào nó thuộc thủy trán. Ở đây gồm các cái thóp nữa, đúng không ạ? Thóp trước, thóp sau và các cái thóp chũ, thóp bướm, đúng không ạ? Thì cái này nhắc lại thôi. Đây là cái xương nền sọ, đây là tầng sọ trước này, gồm có cái xương hốc mắt, xương trán và nó có hai cái hốc mắt, trần hốc mắt, có cái xương sải. Tầng giữa thì gồm có xương bướm, hố yên, đây là hai cái xương bướm, cánh lớn, cánh nhỏ và hai cái hố thái dương. Và cái tầng sau là từ cái gốc nền này, lỗ chẩm này và cái xương chẩm tạo nên cái hố của hai cái bán cầu tiểu não. Một số cái chi tiết nữa về cấu tạo về xương như thế, thì thứ hai là cấu tạo về cái màng não như thế nào. Thì từ ngoài vào trong chúng ta thấy là có cái màng, ba màng: màng cứng sát xương, màng nhạy và màng nuôi. Đó. Thế thì ba màng này nó tạo nên ba cái khoang, là khoang ngoài màng cứng, khoang dưới màng cứng và khoang dưới nhẹ, đúng không ạ? Thế cái khoang, lưu ý cái khoang màng cứng ấy, thì nó phủ ở mặt trong của sọ và dính liền với các cái cốt mạc ở liền đại não. Đấy. Trừ ở cái vùng tế bóc tách là cái khu thái dương đỉnh. Ngoài ra khi cái rách của cái tổn thương xương ấy, thì thường làm rách cái động mạch màng não giữa và nó gây ra chảy máu. Đấy. Làm bóc tách cái màng cứng ở khu vực này. Các cái màng cứng ấy, nó tách ra thành các cái vách, có nó là vách lều tiểu não và liềm đại não, lều tuyến yên và lều tuyến khứu. Khi đó ấy, chính vì thế mà các bạn thấy là đặc điểm của cái tiêu máu ngoài màng cứng thì nó được giới hạn bởi cái gì ạ? Nó vượt qua được các cái lều này, cái liềm, tức là cái vách của màng cứng này. Còn cái tổn thương của dưới màng cứng thì nó không vượt qua được cái vách này. Đây là cái hình ảnh mà người ta cắt ngang
qua xương sọ cắt thẳng đứng này. Các bạn thấy là có từ ngoài vào trong này, các bạn ngoài tủy xương này vào trong này, rồi có cái màng cứng màu trắng trắng này đấy, gồm có cái màng đấy, màng cứng màu trắng này đấy, xong có cái màng nhạy là cái màng mà nó nằm ở phía ngoài này, sát cái mô não, còn một cái màng mà rất sát cái mô não nữa là cái màng nuôi ở dưới cùng. Thế khi đó là người ta sẽ chia làm ba cái khoang, là khoang ngoài màng cứng, khoang dưới màng cứng và khoang dưới nhẹ. Đó. Trong chấn thương sọ não ấy, thì người ta phân chia theo hai cái cơ chế chấn thương, đó là cơ chế đầu đứng yên và cơ chế đầu di động. Trong cái cơ chế đầu đứng yên ấy, thì tổn thương thường là chỉ bị ở cái vùng mà do lực tác động trực tiếp vào thôi, còn cái vùng đối diện với nó thì không bị. Còn cái cơ chế đầu di động ấy thì là cơ chế mà tổn thương ngoài cái tổn thương ở cái vùng va chạm trực tiếp, nó còn tổn thương do gia tốc và nó làm tổn thương rất nhiều các cái vùng khác, đặc biệt là cái vùng đối diện với nó. Đấy, đối diện với nó, và thậm chí nó có những cái tổn thương mà nó gây ra xoắn vặn và nó làm cho tổn thương ở trong cái trục, giữa cái trục của vật tác động. Ví dụ như mình đập vào cái vùng thái dương thì ngoài cái tổn thương thái dương bên này thì thái dương bên kia, và tổn thương cả các cái cuống não theo cái trục dọc. Nên là khi đó người ta gọi là cái tổn thương theo trục, người ta gọi tổn thương sợ trục lan tỏa. Đấy là về cái nhắc lại về giải phẫu và cơ chế trong chấn thương sọ não. Còn về cái hình ảnh tổn thương chính trong trong chấn thương sọ não trên các lớp vi tính thì chúng ta sẽ đánh giá từ ngoài vào trong. Tôi chia là tổn thương nguyên phát và tổn thương thứ phát. Trong tổn thương nguyên phát ấy, thì chúng ta sẽ đi từ ngoài trục. Ngoài trục thì gồm cả tổn thương không nằm trong mô não, mà ta gọi là ngoài trục, thì gồm có tổn thương xương, tổn thương tổn thương xương, tổn thương tụ máu màng cứng, tổn thương dưới màng cứng và tổn thương dưới nhẹ, đúng không? Thì đầu tiên là tổn thương xương, thì chúng ta sẽ thấy có hai cái loại đường vỡ, một là đường rạn, các cái loại tổn thương xương, ví dụ như là đường rạn xương, đường vỡ nhũn xương và đường rạn các cái xương hàm mặt. Thì những cái tổn thương và vỡ rạn đấy thì các bạn sẽ thấy là trên các lớp mà tổn thương, và nó bởi vì các lớp chúng ta cắt theo cái chiều là gì ạ, chiều mặt phẳng nằm ngang, nên khi đôi lúc những cái tổn thương xương mà nó lại nằm ngang chẳng hạn, hoặc những cái tổn thương mà nó nằm ở trên đỉnh cao thì chúng ta không để ý đến, nên chúng ta lại dễ bỏ sót. Và khi chúng ta bỏ sót về xương ấy, thì chúng ta lại bỏ sót những cái tổn thương kín đáo khác, ví dụ như máu dưới màng cứng hoặc ngoài màng cứng được ít ở cái vùng đó thì chúng ta dễ bỏ sót. Nên chính vì thế mà khi đọc cái các lớp vi tính trong chấn thương sọ não thì chúng ta phải nhìn từ ngoài vào trong và nhìn từ phần mềm xem cái chỗ nào nó va chạm trực tiếp đầu tiên, sau đấy chỗ nào nó sưng ở phần mềm lên thì chúng ta nhìn kỹ xương của phần đấy và nhìn về cái tổn thương kín đáo của phần đấy trong như não. Những cái đường vỡ rạn xương ấy thì đôi lúc chúng ta sẽ thấy rất khó xác định, thì chúng ta phải dựng ảnh lên, dựng ảnh lên. Ngày xưa thì chưa có các lớp vi tính, người ta hay chụp cái quang sọ thẳng liêng ấy để đánh giá cái tổn thương xương, nhưng mà thực tế thì cái tổn thương xương kia đi quang nó độ nhạy nó không được cao, trừ những trường hợp nó rất điển hình, đặc biệt là vỡ rạn xương hàm mặt càng khó. Đây là cái hình ảnh mà chụp lông đô, thì các bạn thấy là cái trần của cái xoang hàm bên phải, hay người ta gọi là cái sàn hốc mắt, nó bị lún lên dưới, đúng là cái trong lòng xoang. Đây là cái hình ảnh mà đường vỡ của cái xương đỉnh chẩm, đường vỡ. Những cái đường này thì các bạn trên X quang các bạn sẽ thấy rất là khó phân biệt với cái đường gì ạ, tĩnh mạch, cái mạch máu ấy, cái mạch máu ở trong xương rất khó, rồi đôi lúc khó phân biệt với cái khớp, nhưng mà đường khớp thì dễ phân biệt hơn,
nhưng mà những cái đường tĩnh mạch thì khó hơn. Tuy nhiên người ta có thể phân biệt bằng cách là cái đường vỡ này thì đường nó sắc nét và nó đi theo cái đường thẳng, và cái đường tĩnh mạch thì nó đi theo nhiều hướng. Một cái hình ảnh vỡ xương rất là điển hình, vỡ và kèm theo có rất nhiều các cái mảnh vỡ nó di lệch đây. Đó. Thế thì cái này các bạn thấy là vỡ như thế này thì là người ta thường là phẫu thuật được, đúng không ạ? Vì cái tổn thương, cái mảnh xương rời nó di lệch ở trong rất là nhiều, người ta phải phẫu thuật để nâng cái này ra, chứ không thì để nó sẽ động kinh rồi nó để ép phải nhu mô não. Đây cái đường vỡ của đường thái dương bên phải, người ta có rất nhiều phí thuật ở sọ làm đường vỡ của xương xoang bên trái này. Xương chán bên trái đang ở sang bên trái. Đây là cái đường vỡ ở cái ngang theo cái xương đá, được lan vào cái ống tai, đúng không ạ? Đây là cái không phải đường vỡ ạ, đây không phải đường vỡ mà đây là đường khớp, khớp giữa xương chẩm với xương thái dương. Và đây là cái đường vỡ dọc theo xương đá bên trái, đúng không ạ? Đây là đường vỡ mà di lệch xuống bên dưới này thì rất là dễ rồi. Đây là đường vỡ xương và kèm theo đó là có cái tụ máu ngoài đường cứng ở cái vùng ngay bên dưới cái đường vỡ đó. Thì tí chúng ta sẽ phân tích về cái phần vỡ xương. Đây là cái hình ảnh và dựng hình cái đường vỡ xương trên mặt của bệnh nhân bị chấn thương rất là nặng nề, đã đặt ống khí quản, đúng không? Chúng ta uống thuốc. Vỡ rất nhiều mảnh, đấy là cái phần chấn thương xương trên các lớp vi tính sọ não. Ngoài ra chúng ta không thể thiếu được đấy là các cái mạng tụ máu nội sọ. Thứ nhất là cái tụ máu ngoài màng cứng. Về cái bản chất ấy, thì người ta đã vẽ đây nó là một màu đỏ. Và tại sao thế? Thì người ta nói là gì, người ta thống kê là gì, là đại đa số những cái trường hợp mà tụ máu màng cứng thường liên quan đến lách của động mạch màng giữa và nó chảy máu là máu động mạch nên nó màu đỏ và nó nằm ở khoang ngoài màng cứng. Nên là cái khoang ngoài màng cứng nó tạo nên các cái vách này, các niềm đại não này, các niềm tiểu não. Thì khi đó cái màng cứng này nó tụ máu thì nó sẽ lan được qua cái niềm đại não. Đã. Nhưng nó lại bị giới hạn bởi các cái khớp gì ạ, khớp nội sọ, ví dụ như khớp trán đỉnh, khớp trán thái dương hay là khớp thái dương chẩm. Thì những cái đường khớp ấy, thì nó là cái nơi mà giới hạn cho cái túi máu tụ. Nhưng cái niềm đại não cái hai cái lều tiểu não thì nó có thể sẵn sàng nó vượt qua được. Đấy là cái dấu hiệu để mà phân biệt những cái trường hợp mà tụ máu ngoài màng cứng với các cái tổn thương khác. Ngoài ra người ta thấy là gì, khi tụ máu ngoài màng cứng ấy thì hai cái khoang này nó cứng gần như nhau, màng cứng nó cũng cứng mà. Nên khi tổn thương như thế thì nó sẽ tạo thêm một cái hình cấu kính hai mặt nó tương đối lồi giống nhau, bởi vì một hai hàng đều cứng nó đẩy sang như nhau. Đây là cái hình một số cái phần lý thuyết mà người ta nói. Ví dụ như về nguyên nhân thì thường hay gặp nhất là do động mạch, có thể do tĩnh mạch nhưng mà chủ yếu tĩnh mạch thì hay gặp ở các vị trí xoang này, vừa rách cái xoang tĩnh mạch ra. Nhiều cái ít gặp hơn các cái xoang tĩnh mạch, xoang dọc trên, xoang sigma, xoang ngang. Đấy, hay gặp những cái vấn đề. Còn đại đa số là do động mạch. Có thể do không do chấn thương, ví dụ như do rối loạn đông máu, do cố dị dạng hay là những cái gây tê vân vân, đúng không? Tổn thương thì chủ yếu gặp ở cái vùng trên đều, đúng không? Hay gặp nhất ở cái hố thái dương. Đó, sau đó đến các cái vùng trán, vùng hố sau, vùng chẩm. Hay gặp nhất ở vùng trên đều, đúng không? Và người ta có thể phân loại theo cái tính chất, ví dụ tụ máu ngoài màng cứng,
nó bán cấp tính, có là cứng bán cấp và có là cứng mãn tính. Tuy nhiên là đại đa số chúng ta hay gặp là cứng móng bao và là cứng cấp tính. Đấy, thì tôi nói là gì? Nó hay gặp nhất ở cái vùng trên đều, đúng không? Thái dương là hay gặp nhất, 66%, sau vùng trán chẩm 29%, rồi sau 5-10%, vùng đỉnh ít gặp hơn. Hình ảnh của nó điển hình là gì? Hình tố kính hai mặt lồi, đúng không ạ? Không vượt qua đường khớp, nhớ không là không vượt qua đường khớp và có thể vượt qua được các cái nếp gấp của bằng cứng, ví dụ như niềm đại não, lều tiểu não, đúng không? Và cái kích thước thay đổi và thường là tăng kích thước nhanh chóng. Chính vì cái trường hợp mà cái tăng kích thước nhanh chóng này làm cho những trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng nên mà chúng ta không theo dõi được và gây tử vong. Trước đây tôi đã gặp mấy trường hợp liên quan đến cái bệnh nhân bị chấn thương và tụ máu ngoài đường cứng này và bị chết, sau người ta quay lại người ta kiện bởi vì đầu tiên bác sĩ không nhìn thấy cái tổn thương đầu tiên, nhưng sau đấy bác sĩ lâm sàng cũng giải thích đơn giản cho về, nhưng thực tế thì nó có tụ máu ngoài đường cứng, nó không, lúc ban đầu thì nó không có tụ máu ngoài đường cứng, nó chỉ có một cái dấu hiệu duy nhất là cái vỡ xương thôi, vỡ đạn xương. Nhưng sau đấy những bệnh nhân trẻ mà mình thì thấy bệnh nhân tỉnh táo, thế sau cho bệnh nhân về người nhà không theo dõi, thế sau cuối cùng là bệnh nhân nó tăng chảy máu lên và nó gây ra lún khối, chèn ép mô não và phù não, cho bệnh nhân tử vong. Và người ta quay ngược lại người ta kiện, thì đúng là cái phim đấy, phim trước ấy, thì cũng không có máu ngoài đường cứng, nhưng có vỡ xương, chúng ta không đọc. Đến lúc mà đọc, đến lúc bệnh nhân tăng lên thì chụp lại thì đấy đã tụ máu rất nhiều. Thì đấy, chính vì thế mà khi trong những trường hợp chấn thương thì chúng ta luôn luôn phải để ý những cái chi tiết nhỏ để tránh tiếp tục. Thường chúng ta chụp các lớp vi tính trong chấn thương để chẩn đoán cái tụ máu ngoài màng cứng này này thì chúng ta không cần phải tiêm, bởi vì là thường nó ở giai đoạn cấp. Giai đoạn cấp thì nó sẽ tăng tỉ trọng tự nhiên thì chúng ta không cần phải tiêm để phân biệt. Còn cái giai đoạn mãn tính thì chúng ta đôi lúc chúng ta cần phải phân biệt với những cái tổn thương khác, chúng ta có thể tiêm, và khi tiêm thì chúng ta sẽ thấy cái viền của cái khối máu tụ ấy nó đã ngấm thuốc do cái phản ứng viêm tạo hạt và tạo mạch. Có một số trường hợp như ở đây đã gặp 2 ca trường hợp là tụ máu do cái rách của cái xoang dọc trên gây ra tụ máu dưới ngoài màng cứng. Và những cái trường hợp tụ máu do rách xoang dọc trên thì nó là cái tụ máu ở đường giữa, và khi chụp các lớp thì chúng ta hay chụp các chiều ASEAN, nên khi đọc thì chúng ta chụp đôi lúc các bạn ấy còn chụp phụt, không chụp đến cắt qua cái vùng xoang dọc trên này. Đấy, thì đôi lúc là chúng ta sẽ bỏ sót tổn thương. Thứ hai là mình cái thói quen đọc là mình đọc thường đọc trên ASEAN, và mình đọc không khi mà ASEAN ấy, thì cắt cái vùng đỉnh này thì chúng ta sẽ khó đánh giá cái tổn thương tụ máu ở cái vùng đỉnh đường giữa. Thì chính vì thế mà khi chụp chúng ta sẽ khi đọc ấy, thì chúng ta lưu ý những cái tổn thương mà có sưng nề ở vùng đỉnh bên trên thì luôn luôn tạo dựng nên cái mặt phẳng coronan. Đấy, thì các bạn sẽ đánh giá được cái tổn thương tụ máu nó khó. Người ta đã có nghiên cứu rồi thì người ta đã thấy là trong những trường hợp phẫu thuật khám nghiệm tử thi thì người ta thấy có 20% trường hợp có tụ máu ngoài màng cứng ở cái vùng và dưới màng cứng ở cái vùng đỉnh. Vùng đỉnh và đường giữa, nằm trên đường giữa. Thế chính vì thế mà không phải là ít, đúng không ạ? Chúng ta đọc, chúng ta bỏ sót. Đây là cái hình ảnh mà các lớp vi tính, người ta sẽ thấy có một cái khối tăng tỉ trọng tự nhiên nằm sát xương sọ, hình tố kính hai mặt lồi, đúng không ạ? Ở cái vùng trán đỉnh, đúng không ạ? Bên trái, đúng không ạ? Để ép mô não. Và đây là cái hình ảnh điển hình của cái tụ máu ngoài màng cứng. Tương tự như vậy, một cái hình tố kính hai mặt lồi, cái khối tăng tỉ trọng tự nhiên, hình tố kính hai mặt lồi nằm sát vào trong xương trán bên trái, đúng không ạ? Gây hiệu ứng khối để ép mô não. Đấy. Và có cả những cái bóng khí nhỏ ở cái vùng trán thái dương bên trái, bên phải, đúng không ạ? Nếu mà các bạn nhìn tinh thì có thể có nhìn thấy cái tụ máu dưới màng cứng ở bên này.
Thứ tự như đây là một cái hình ảnh cứng bóng và mình cứng rất là rõ, gây cũng khối để ăn mô não để lên đường giữa, đúng không? Kèm theo các tụ máu dưới màng cứng nó ít ở khu vực đây. Tụ máu dưới màng cứng như thế nào? Đây là cái hình ảnh mà tụ máu ngoài màng cứng trên cộng một từ, nhìn rõ về cái màng màng cứng này. Tụ máu ngoài màng cứng ở bên trán đỉnh bên phải và cả cái móng tí ở trong cái vùng máu tụ. Tương tự đây có một cái hình ảnh tụ máu ngoài màng cứng ở vùng chẩm trái, nhưng mà cái này nó có vượt qua, nó đẩy lệch tí sang này đi. Đây trường hợp này nó bị vẫn giới hạn bởi cái đường nêu tiểu não, nhưng nó bị đẩy lệch đi, nó đẩy lệch đi qua cả đụng đập chảy máu trong nhu mô não. Người ta phải phân biệt cái tụ máu ngoài màng cứng này với những cái tổn thương nào, thì người ta phân biệt với tụ máu dưới màng cứng. Thế thì tổn thương tụ máu dưới màng cứng thì như thế nào, thì các bạn học phần tụ máu dưới màng cứng. Rồi người ta phải phân biệt với u não, ví dụ u màng não hay những cái trường hợp di căn vào xương, tổn thương xương thì nó cũng tạo nên những cái tổn thương ở bên trong cái vùng xương và sát xương sọ. Thế nên lúc chúng ta sẽ chẩn đoán nhầm là tụ máu ngoài màng cứng. Rồi trong những trường hợp nó cũng tạo máu ngoài tùy thì nó cũng sẽ có những cái tổn thương như thế. Đây các bạn nhìn thấy đây là cái trường hợp hình ảnh tụ máu dưới màng cứng. Thì nó sẽ có một cái hình liềm dọc sát xương sọ, nó không phải hình thiếu tính hai màng lồi nữa mà là hình thiếu tính một màng lõm một màng lồi. Còn đây là cái hình ảnh di căn ở xương và nó phá hủy xương, xâm lấn vào cái khoang bằng ngoài màng cứng này. Nhìn nó giống như là cái tụ máu ngoài màng cứng. Còn đây là cái tổn thương của cái u màng não. U màng não và chúng ta đi trên cái hình ảnh lai cộng từ. Còn đây là cái tổn thương tạo máu ngoài tủy, nó bị nhiều cái vị trí. Nhiều vị trí, đa vị trí. Rồi, một cái tổn thương hay gặp nữa của trong chấn thương, tụ máu trong chấn thương, đó là tụ máu dưới màng cứng. Thế thì tụ máu dưới màng cứng là nguyên nhân do tĩnh mạch và rất ít gặp do động mạch. Và tổn thương dưới màng cứng thì thường không kèm theo vỡ xương, còn tụ máu ngoài màng cứng là phải kèm theo cái vỡ xương do nó rách cái động mạch nào giữa. Đặc điểm hình ảnh thì nó cũng tương tự như ngoài màng cứng, thì nó hay gặp ở vùng trên lề. Và nó có khác là gì, là cũng là hình tăng tỉ trọng tự nhiên, nhưng nó hình liềm dọc theo cái bề mặt não và vượt qua đường khớp, nó ngược với ngoài màng cứng, là màng cứng không vượt đường khớp thì dưới màng cứng lại vượt qua được đường khớp. Phần ngoài màng cứng thì vượt qua được cái vách màng cứng, ví dụ như niềm não, nền tiểu não, nhưng cái lần dưới màng cứng thì làm sao không vượt qua được cái lớp màng não, lớp màng cứng, đúng không? Về cái hình ảnh thì người ta chia làm ba cái giai đoạn cấp tính, giai đoạn bán cấp và giai đoạn bán tính. Đây là cái hình ảnh mà người ta vẽ ra để mô tả cái hình ảnh tụ máu ngoài màng cứng và dưới màng cứng rất dễ. Ngoài màng cứng thì là tổn thương cho rách cái động mạch màng não giữa nên là máu thì máu đỏ, đúng không ạ? Nhưng mà trên hình ảnh các lớp thì mình không phân biệt được như nào máu đỏ hay là máu xanh đâu. Nhưng mà mình để mình biết được cái bản chất thôi. Thường nó theo kết hợp với vỡ xương, rách của động mạch màng não giữa và nó tụ máu ở khoang ngoài màng cứng. Cái khoang ngoài cứng này nó tạo nên cái niềm đại não lên, thì tổn thương ngoài màng cứng vượt được qua cái niềm đại não hay cái niềm tiểu não nhưng lại không vượt qua được cái đường khớp. Còn dưới màng cứng thì đấy nó giới hạn, dưới màng cứng thì nó bị giới hạn bởi cái vách màng cứng này thì nó không vượt qua được cái vách màng não này đấy, vách màng cứng này, và nó lại gì ạ, nó lại vượt qua được cái đường khớp, nó không liên quan đến cái đường khớp xương ở ngoài nên lại vượt qua được. Thế là hai cái bản chất khác nhau. Và tổn thương dưới màng cứng thì thường do vỡ các cái tĩnh mạch. Vỡ các tĩnh mạch có thể sang tĩnh mạch, có thể những cái tĩnh mạch ở sang dưới màng cứng.
đây là cái này là tôi lấy ngay trong phần bài giảng của các thầy trong quyển sách thần ái hình ảnh đấy. Cái này thì đơn giản đúng không ạ, dễ hiểu là từ bóng hàng cứng thì tỷ lệ bao nhiêu với hàng cứng bao nhiêu đúng không ạ, nguyên nhân hay gặp do vỡ xương hay rách tĩnh mạch vỏ não rồi vị trí. Cái này khi các bạn nhìn được một cái hình ảnh này là các bạn đã hiểu được hết bản chất vấn đề của hàng cứng và hàng cứng với hàng cứng như nào. Đây là cái hình ảnh cục máu dưới màng cứng cấp tính. Thì các bạn sẽ thấy là hình cấp tính thì bao giờ cái máu nó sẽ tăng tỉ trọng rất là rõ ràng. Đấy. Hình liềm sát xương sọ và làm dọc theo cái sát xương sọ là bên sát vào trong xương sọ và có hình liềm. Các bạn mặt vật lồi và mặt nó. Thì các bạn nhìn đây là cái liềm đại não này, nó không bao giờ nó vượt qua được cái liềm đại não này. Đó. Tương tự như thế, tổn thương cục máu dưới màng cứng ở vùng trán thái dương bên phải và đây là trán thái dương bên trái. Đây là cái hình ảnh mà để các bạn thấy là nó không vượt qua được cái đường giữa, không vượt qua được cái liềm đại não. Nó rất điển hình, nó cục máu dưới màng cứng rất nhiều này. À, nhưng mà nó không bao giờ vượt quá được cái liềm đại não này. Kèm theo bệnh nhân này có cái gì ạ? Có chảy máu khoan dưới nhẹ, máu khoan dưới nhẹ. À, phân biệt cái tổn thương tụ máu dưới màng cứng ở cái vùng sắt vùng liềm đại não này thì các bạn hay gặp hay thấy các bác có bác sĩ đọc cái chỗ này nó là tụ máu dưới khoan dưới nhẹ hay là khoan ngoài màng cứng, cái này không đúng, cái này là tụ máu khoan dưới màng cứng, dưới màng cứng. Đấy. Nếu tụ máu khoan dưới nhẹ ở vùng này thì nó sẽ phải có hình chân chim, nó chân đấy, nó phải có những hình tụ máu do cái chảy máu vào khoan dưới nhẹ, các cái rãnh mạch não ở cái vùng này. Nhưng thực tế mình không nhìn cái bờ đấy nó rất là rõ, nên tụ máu ở đây nó vẫn là tụ máu khoan dưới màng cứng. Tương tự tụ máu và dưới màng cứng cấp tính trên các lớp trên cổng từ mặt T1 xung le xung T2. Nhìn như này thì các bạn sẽ rất dễ phân biệt đúng không ạ, từ máu dưới màng cứng cấp tính rất dễ phân biệt. Tuy nhiên đôi lúc chúng ta sẽ gặp từ máu dưới màng cứng ở cái giai đoạn tối cấp này, các bạn sẽ thấy là máu nó chưa tăng tỉ trọng lên rõ rệt mà lại bị cả hai bên đúng không ạ. Đấy, thì các bạn nhìn thấy cái tổn thương này đôi lúc nếu mình không để ý thì mình sẽ đọc sẽ sót, có người đọc tôi đã chứng kiến có một vài bác sĩ đã đọc những tin tương tự này là bình thường, đôi lúc có một hai cái ổ tăng tỉ trọng ở trong này nó không tạo thành cái hình liềm đâu, nó nằm lơ lửng ở trong này và đôi lúc các bạn đã đọc là gì, là tụ máu nhu não. Nhìn thế này thì các bạn nhìn nó khá cân đối và mình không để ý thì chúng ta sẽ dễ bỏ sót. Nếu nhìn kỹ người ta đã chỉ mũi tên ở đây thì các bạn nhìn kỹ là gì? Nó có cái rãnh cuộn não và nó phân biệt giữa cái vỏ não và dưới vỏ rất là rõ. Đúng không ạ? Đây là cái vỏ não nó màu hình tăng trắng hơn đúng không ạ? Tăng tỉ trọng hơn so với cái chất trắng dưới vỏ thì sáng hơn đúng không ạ, và cái vùng này nó gần như nó không có cái chẳng có một cái nhu mô não nào mà phía dưới vỏ nó nằm xa so với lại cái chất xám ở vỏ não như thế này. Nếu đây là chất xám vỏ não thì nó dưới vỏ này nó quá xa so với lại cái chất xám dưới vỏ não đúng không ạ. Chính vì thế mà chúng ta đọc chúng ta phải để ý là gì, nhìn thấy cái tổn thương đến đâu, vỏ não và dưới vỏ những mô não mà chất mô não đến đâu, đúng không? Thế đây là hai bên, vì tại sao khó phân tích, bởi vì hai bên nó khá là cân đối, nó không đè đẩy cái đường giữa, đấy, và nó đồng tỉ trọng so với lại tổn thương nó đồng tỉ trọng so với lại chất xám và vỏ não, nên đôi lúc chúng ta bỏ sót. Nhưng thực tế thì đây nó là tụ máu dưới màng cứng cả hai bên, đó là cấp tính.
tương tự như thế, thì đây cũng là cái hình ảnh khá là kín đáo ở tụ máu dưới mặt cứng cả hai bên, nó ít hơn, đúng không ạ? Người ta phân biệt với tụ máu dưới mặt cứng cấp tính với một số bệnh, ví dụ như là dày màng não. Dày màng não thì có nhiều nguyên nhân, ví dụ như trong trường hợp viêm màng não, di căn màng não. Đấy, thì nó cũng làm dày màng não lên, chúng ta tiêm lên chúng ta thấy cái màng não nó thuốc dày. Còn trường hợp tụ máu dưới mặt cứng thì nó không có thuốc. Thứ hai là tụ máu ngoài mặt cứng thì tôi đã nói rồi, một cái hình cầu, một cái hình tua kính hai mặt lồi, một cái hình liềm, rồi giữa các cái đặc điểm khác vượt qua đường khớp và vượt qua đường vách màng cứng. Một cái phân biệt nữa là những cái tổn thương đặc biệt là do những cái cấu trúc giải phẫu bình thường nó có cái tăng tỉ trọng giống như máu. Ví dụ tôi đã nói là rất nhiều người nó có bác sĩ mới đọc ấy, thì hay không để ý, bởi vì nó có trong cái hệ thống mô não chúng ta ấy, nó có cái xoang tĩnh mạch, đặc biệt là cái xoang ngang này. Đấy, cái xoang ngang, cái vùng xoang ngang, thì cái vùng xoang ngang ấy nó có cái tĩnh mạch, máu tĩnh mạch ở trong xoang ấy nó chảy chậm, nên là cái vùng xoang ngang ấy nó sẽ tăng tỷ trọng giống như là cái máu tụ ấy. Nên đôi lúc chúng ta không để ý, chúng ta lại đọc đấy vào là tụ máu ngoài mặt cứng hoặc dưới mặt cứng, và thực tế nó là cái xoang ngang cả hai bên. Đặc biệt cái xoang mà khi mình cắt ấy, mình cắt tổn thương ấy, cắt chúng cắt lớp ấy, mình không để cái tư thế đầu nó cân đối, nên là nó không cân đối, không cân xứng hai bên, mình nhìn thấy một bên mình phản xạ mình đọc tổn thương, nhưng thực tế không phải, nó là cái xoang. Nhưng trong cái trường hợp này thì người ta phân biệt cái tụ máu dưới mặt cứng với cái nhồi máu của cái động mạch tiểu não sau dưới. Đấy. Một cái nữa là phân biệt với cái sát côn của cái di căn của cái sát côn ở xương. Đấy, nó cũng tạo nên cái hình ảnh giống như là cái tụ máu, nhưng mà thực tế thì đây là tổn thương từ xương vào. Cái giai đoạn bán cấp thì cái tổn thương máu tụ ấy nó sẽ đồng tỉ trọng với lại nhu mô não nên nó khó xác định hơn. Đấy, và những cái trường hợp này thì có thể dùng phương pháp kiêng để đánh giá xác định được cái giới hạn của cái khối máu tụ với cái màng não, và từ đó mình có phân biệt được. Và giai đoạn mãn tính là cái giai đoạn mà nó giảm tỉ trọng như dịch. Đấy, còn lúc một số trường hợp là nó vôi hóa lại. Đây là cái hình ảnh tụ máu dưới mặt cứng bán cấp nhưng mà lại có cái chảy máu ở trong tụ máu lại. Cái trường hợp mà có tạo thành cái mức dịch máu này. Đấy. Và cái phân biệt tụ máu dưới mặt cứng bán cấp thì người ta lại phân biệt với một số các bệnh khác. Ví dụ như là cái viêm màng não và có cả chảy máu dưới nhện nữa. Rồi một số trường hợp cái tổn thương huyết khối tĩnh mạch, cái khối xoang tĩnh mạch ở cái dày màng cứng, thì cái này ở cái phần chủ yếu là tổn thương. Đây là cái hình ảnh mà tụ dịch dưới màng cứng do tức là tụ máu dưới màng cứng mãn tính. Đấy, máu nó dịch hóa kèm theo có những trường hợp nó vôi hóa của cái vách và cái vách của cái khối máu tụ ấy, nó tổ chức hóa và vôi hóa. Đây là cái hình ảnh mà bệnh nhân vôi hóa ở cái vùng vỏ não sát cái khối máu tụ ấy, nên làm cho nó có những nốt vôi. Và đây là tụ máu dưới mặt cứng có vôi hóa. Đây là cái hình ảnh mà có vôi hóa của tổ chức hóa và vôi hóa của cái khối máu tụ cả hai cái vùng hai bên mặt cầu. Đây là cái hình ảnh tụ máu dưới mặt cứng mãn tính, nó dịch hóa. Đấy, cái tổn thương nó dịch hóa gần tương đương với cáo thủy rồi, đúng không ạ? Và đây là tụ máu dưới mặt cứng
nó dịch hóa rồi mãn tính nhưng mà nó lại có những cái chảy máu tái phát. Đấy, nó có những cái đốm chảy máu tăng tỉ trọng lên. Tương tự như thế, đây là tụ máu viêm màng cứng mãn tính dịch hóa. Đây là tụ máu viêm màng cứng dịch hóa mà người ta tiêm thấy tụ máu rất nhiều vị trí. Đúng không ạ? Khi tiêm lên này thì chúng ta phân biệt dễ dàng tụ máu viêm màng cứng và những cái tổn thương khác. Đây là cái hình ảnh tụ máu dưới màng cứng mãn tính, đúng không ạ? Đây hình ảnh tổn thương hình liềm giảm tỷ trọng hơn so với nhu mô não, làm sát xương sọ hai bên, xương chán đỉnh hai bên. Những trường hợp như này thì chúng ta dễ dàng phát hiện được, đây là hình ảnh tụ máu dưới màng cứng và cũng có chảy máu mới tạo thành những dịch máu. Và đây là hình ảnh là thôi hóa lâu ngày và nó thôi hóa. Tương tự như vậy, nhìn thế này thì chúng ta sẽ thấy là tụ máu dưới màng cứng nó thôi hóa đấy. Đây tụ máu dưới màng cứng thôi hóa và đây là tụ máu dưới màng cứng mãn tính. Ở đây là cái phân biệt chúng ta đi căn màng cứng rồi phân biệt với các cái sắc tố ít của tụ màng cứng. Rồi cái đây là cái hiệu ứng sinh từ trong cái tứ xương sau tiêm ở trên tổng đường. Cái này nó hơi sâu, cái cắt lớp thì cũng nói qua thôi. Có một cái lưu ý đó là cái tụ dịch dưới màng cứng, sau chấn thương là do rách cái màng nhện. Thế thì hình ảnh của nó ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó tổn thương nó tương đương với cái dịch não tủy này. Đấy, nhưng mà nằm ở khoang dưới màng cứng. Và những cái trường hợp như này các bạn tôi thấy nhiều người không đọc, và nếu đọc thì có thể đọc là teo não người già, teo não, nhưng mà thực tế không phải. Thì các bạn nhìn thấy cái thực tế cái khoang dưới màng cứng với lại cái khoang dưới nhện này nó không tương xứng với nhau. Các bạn nhìn thấy nó sự không tương xứng, đúng không ạ? Cái khoang dưới nhện này nó rất là nó không rộng bằng những cái trường hợp do cái hai bên này. Các bạn đầu tiên nhìn hai bên nó không cân đối này, chẳng có một lý do nào mà cái khoang dưới nhện bên cả khoang dưới màng cứng bên này nó lại hẹp ở bên này nó lại rộng. Và trong khi đấy các cái đánh cuộn não nó lại tương tự nhau ở cả hai mặt cầu. Thế thì có nghĩa là nó phải tụ dịch dưới màng cứng ở một bên và cái bên này thì tụ chuồn. Còn khi mà nó hai bên nó cân đối nhau thì các bạn lại so sánh giữa cái khoang dưới màng cứng hai bên với lại cái khoang dưới nhện ở cái đánh cuộn não thì các bạn thấy là nó không cân xứng. Và tất cả những cái này thì đều phải phụ thuộc vào cái mức độ nhạy bén của lâm sàng thôi, của người chẩn đoán ngành thôi. Thế đôi lúc có những trường hợp như này thì có người đọc là bình thường, nhưng cũng có người ta tinh mắt tinh ý ra, người ta so sánh các cái đánh cuộn não đấy, và so sánh hai bên để người ta biết đây là dịch dưới màng cứng bên bán cầu đánh não bên trái. Cái này thì nó có ý nghĩa gì không? Nó không có ý nghĩa, bởi vì nếu tụ dịch nhiều mà nó như kiểu có van một chiều ấy, chỉ dịch chỉ đi vào trong rách khoang màng nhện mà dịch nó chỉ đi vào khoang dưới màng cứng thì nó vẫn gây ra hiệu ứng khối như bình thường, nó vẫn gây ra hiệu ứng và nó đè ép nhu mô não như bình thường. Và chính vì thế mà đôi lúc chúng ta sẽ bỏ sót, để chúng ta phải nhìn thấy đôi lúc nó tín hiệu của cái dịch khoang dưới màng cứng nó như cái dịch não tủy này. Đấy, chúng ta lại đọc tưởng là bình thường nhưng thực tế nó là tụ máu dưới màng cứng, là xin lỗi, tụ dịch dưới màng cứng do cái rách màng nhẹ nó chảy vào trong khoang dưới màng cứng. Một cái nữa đó là cái chảy máu khoang dưới nhẹ. Chảy máu khoang dưới nhẹ thì tiêu chuẩn chẩn đoán là gì? Thì chúng ta bình thường khoang dưới nhẹ là cái khoang dịch não tủy. Đấy, nó chứa dịch não tủy nên là chúng ta thấy là nó tương đương với lại giảm tỉ trọng như là dịch não tủy thôi. Nên khi mà chảy máu khoang dưới nhện thì chúng ta sẽ thấy nó tăng tỉ trọng tự nhiên ở khoang dưới nhện sau chấn thương. Vị trí thì người ta sẽ thấy là cái vị trí tụ máu do chấn thương ấy, thì hay gặp ở cái vùng tiếp giáp vùng tổn thương, vùng đụng dập, vùng tụ máu dưới màng cứng hay ngoài màng cứng, gãy xương với phần mềm, có thể lan tỏa khắp khoang dưới nhện và ở cái bể não thất. Và khi trên các lớp vi tính thì chúng ta chẩn đoán chảy máu khoang dưới nhện thì rất là đơn giản,
thì chúng ta không cần phải tiêm, không cần phải tiêm. Chúng ta chỉ có vấn đề là chúng ta phân biệt một cái chảy máu khoang dưới nhẹ do vỡ phình mạch não hay là do chấn thương, thì chúng ta phải dựa vào như thế nào. Thì người ta thấy là người ta dựa vào cái tính chất vùng máu do chấn thương ấy, dưới nhẹ do chấn thương thì hay gặp ở cái vùng liền kề với cái vùng chấn thương trực tiếp, và tổn thương hay gặp ở cái vùng lãnh cuộn não hơn là các cái bể não. Rồi một cái dấu nữa đó là cái dấu ân tĩnh mạch cỏ não. Thì dấu ân tĩnh mạch cỏ não chạy rõ qua cái vùng tăng tỉ trọng của chảy máu khoang dưới nhẹ thì hay gặp ở cái vùng là cái nguyên nhân do chấn thương, chảy máu do dưới nhẹ do dưỡng phình thì nó không có dấu hiệu này. Đây là cái hình ảnh mà tụ máu dưới nhẹ ở khoang sinus bên trái, và nó liền kề với cái vùng tổn thương. Đây là sinus bên trái và liền kề với cái tụ máu khoang dưới hoàn tuyến thượng ít này. Đấy. Có cả những cái phần mềm này. Thì chúng ta phân biệt được với tụ máu với những cái do phình mạch não. Tương tự thì đây tụ máu khoang dưới hoàn tuyến. Đấy. Ở bên lãnh sinus bên phải cả bề não, về quanh cầu, về quanh cuống, về quanh cầu, quanh cuống não, về trên yên, đúng không ạ? Thì đây là cái hình tụ máu dưới mà dưới nhẹ do chấn thương, có cả chảy máu trong não thất, có cái mức dịch máu trong não thất bên sự trợ chậm não thất bên hai bên, đúng không ạ? Dịch máu thì nằm ngang, và nhìn thấy không? Đấy. Đây là cái chảy máu khoang dưới nhẹ ở trên cộng từ ở trên các lớp và trên cộng từ ở trên cái túi sụpre thì rất là nhẹ. Đây là chảy máu khoang dưới nhẹ, đúng không ạ? Và chấn thương, đây chảy máu khoang dưới nhẹ, lúc lúc nó chỉ có một hai chấm thôi. Đây một cái chảy máu khoang dưới nhẹ khác kèm theo các tụ máu dưới chưa ngoài màu cứng ở cái vùng hố thái dương bên trái, và chảy máu khoang dưới nhẹ rất nhiều ở cái vùng bể trên yên, vùng đa giác phylik. Như những cái trường hợp này chảy máu nhiều như này, khi nó tổn thương tập trung nhiều ở cái bể này thì chúng ta lại phải để ý đến phân biệt với cái chảy máu do vỡ phình mạch não. Vỡ phình mạch não. Đến bây giờ thì người ta chẩn đoán phân biệt cái này cách đơn giản nhất, đó là người ta sẽ phải chụp MRCT để dựng cái hình của cái mạch não lên, đúng không ạ? Xem có phải là do vỡ phình hay không. Còn những cái trường hợp này mà bảo là chảy máu dưới nhẹ do chấn thương, sau chấn thương thôi thì cũng không thuyết phục lắm, đúng không ạ? Bởi vì nó cũng bị chủ yếu ở cái vùng cái bể não này, nó là do cái vùng có đa giác phylik, do các cái mạch máu lớn, nên là cái tổn thương mà chảy máu dưới nhẹ nhiều cái vị trí này thì chúng ta chưa loại trừ được cái vỡ phình. Đôi lúc nó chỉ cái chấn thương nó làm cái tác nhân để vỡ của cái túi phình như thế nào. Còn chảy máu khoang dưới nhẹ mà nó chỉ có hai cái điểm, ví dụ như một hai cái điểm nó ở phía trên này thì chắc là do chấn thương thôi. Bởi vì sao? Bởi vì không có cái mạch não nào nó to, nó có cái phình ở trên này cả. Mạch não lớn là nó ở trên cao cả. Và nó chủ yếu ở bên cạnh bên trên yên, đúng không ạ? Ở bên cầu. Chẩn đoán phân biệt cái chảy máu dưới nhẹ với những cái gì? Thì đầu tiên là người ta chẩn đoán phân biệt với chảy máu dưới nhẹ là do phình vỡ phình. Thứ hai là do viêm màng não. Thứ ba là do các cái carcinoid, đúng không? Rồi cái chảy máu dưới nhẹ do giả u, tức là chảy máu dưới nhẹ giả u, tức là cái này nó là cái di căn của cái tổn thương mà chảy máu dưới nhẹ giả u, nhưng mà cái này thực tế nó là do những cái trường hợp viêm màng não ấy. Đấy, viêm màng não cũng có thể gây ra cái tình trạng như này. Đây là cái hình ảnh mà các bạn thấy là tăng tỉ trọng tự nhiên trên các lớp, đúng không ạ? Và sau tiêm ở các cái khoang dưới nhẹ, sau tiêm thì nó nấm thuốc rất là rực rỡ. Thì cái này
mình cứ tưởng là chảy máu van tĩnh nhẹ, nhưng thực tế thì nó không phải trong bệnh cảnh chấn thương. Mà chúng ta khi viêm lên nấm thuốc như thế này thì chúng ta sẽ chẩn đoán là viêm màng não, và người ta đã khẳng định là viêm màng não do nao, đúng không ạ? Tương tự như thế thì đây là cái hình ảnh mà tăng tỉ trọng tự nhiên ở cái vùng khoan tĩnh nhẹ. Đấy, khoan tĩnh nhẹ. À, cái này thì tại sao lại nhưng mà nhìn lại thì các bạn thấy là nhu mô não nó làm sao ạ? Nó giảm tỉ trọng, lan tỏa, và nó cái ranh giới giữa chất trắng chất xám nó không được rõ ràng. Đấy, và nó phù não làm cho cái não thất này nó bị đè ép, và cái này là do cái giảm oxy trong não thì nó gây ra cái hiện tượng là giảm tỉ trọng, rồi phù não lan tỏa. Và khi nó phù não lan tỏa thì những cái vị trí có cái xoang tĩnh mạch ấy, cái xoang tĩnh mạch ấy, nó tăng tỉ trọng lên, và chúng ta nhìn giống như kiểu là phun máu dự phòng dĩ nhẹ, nhưng thực tế thì không phải. Và đây nó là cái bản chất nó lại là do giảm tỉ trọng của cái nhu mô não. Một cái tổn thương nữa, đấy là các cái tổn thương ngoài trục. Nãy giờ tôi đã nói đó là tổn thương ngoài trục gồm có tổn thương xương này, tổn thương tụ máu ngoài màng cứng này, dưới màng cứng và khoang dưới nhẹ. Đấy là tổn thương tất cả, chưa có một tí gì liên quan đến nhu mô não cả. Cái tổn thương thứ hai đó là tổn thương trong trục, tức là tổn thương liên quan đến nhu mô não. Cái tổn thương nhu mô não là tổn thương cũng khá hay gặp, đúng không ạ? Và thường phối hợp với cái tổn thương nhu máu ở ngoài trục. Cái tổn thương thứ nhất đó là tổn thương sợi trục lan tỏa. Tổn thương sợi trục lan tỏa là tổn thương do cái gia tốc, do thay đổi gia tốc cách đột ngột nên nó làm đứt các cái sợi trục. Và tổn thương thường hay gặp trong chấn thương sọ não nặng, và lâm sàng thường bệnh nhân rất là nặng nề, thường là mê ngay sau chấn thương. Về đặc điểm hình ảnh ấy, thì tổn thương đặc trưng ở cái vùng ranh giới cái chất trắng và chất xám, kẻ chai, lưng bên của thân não. Lúc đầu thì bệnh nhân hoặc là bình thường, nhưng sau đó tức là lúc đầu khi chụp các lớp vi tính thì gần như là bình thường, nhưng sau đó thì chúng ta sẽ thấy là một số các cái đốm chảy máu và những cái ổ chảy máu nhỏ trên các lớp và cũng trên cộng từ, đường kính nó khoảng dưới 10 mm. Đây là cái vị trí mà người ta thống kê là hay gặp. Đấy, thứ nhất là thể chai, thứ hai là cái vùng ranh giới chất trắng chất xám, và thứ ba là cái phần lân bên của cái cầu não này. Đấy, phần bên phía bên của cầu não. Thế thì hình ảnh của nó là gì? Trên cộng từ nó có một cái chữ xung rất đặc biệt, chung xung T2 sao để đánh giá những cái đốm chảy máu nhỏ. Thì các bạn có thể chụp cái xung này, các bạn sẽ thấy những cái đốm chảy máu rất là kín đáo, nằm ở thể chai, nằm ở ranh giới chất trắng chất xám. Đây là cái hình ảnh cắt lớp. Thì các bạn thấy đây là cái hình cộng từ T2 sao, có thấy tổn thương ở cái vùng thể chai này, nên chất trắng chất xám. Còn đây là các lớp thì các bạn thấy các cái đốm chảy máu ở vùng bên dưới chất trắng chất xám hai bên, và có cả tổn thương khoang dưới nhẹ nữa. Đây là cái hình tổn thương khác, cũng có tổn thương ở thể chai đó, thể chai. Và trên cộng từ thì nó có cả tổn thương ở thể chai và vòm não, vòm não. Đây là cái hình ảnh tụ máu ở cái vùng thân não phía bên của cái thân não đây. Đấy, đây là tổn thương do sợi trục ở vùng thân não, đây trên cộng từ. Đấy, tiếp theo ở đây người ta chỉ là có tụ máu ở khoang dưới màng cứng. Thế thì phân biệt tổn thương sợi trục lan tỏa này với những cái gì? Thì đầu tiên là phân biệt với cái bệnh nắng nóng aminoid. Thứ hai là các cái tổn thương đa tổn thương đa ung máu thể hang ở trên não. Đấy. Rồi các cái tổn thương do tăng huyết áp, chảy máu do tăng huyết áp. Rồi những cái tổn thương vôi hóa trong di căn não hoặc là trong sán não. Đấy, thì chúng ta cũng thấy nó tăng tỉ trọng lên. Đấy. Những cái tổn thương này thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân thường không mê, không có triệu chứng của chấn thương, đúng không ạ? Nhìn một cái hình ảnh thì chúng ta luôn luôn phải hỏi lâm sàng,
để phân biệt, rồi cái di căn này cũng thế, chúng ta cũng phải hỏi lâm sàng. Nên không có một cái tổn thương mà chúng ta chỉ nhìn hình ảnh đơn thuần và chẩn đoán, trừ trường hợp nó quá điển hình, và những cái trường hợp mà nó không điển hình thì luôn luôn phải phân biệt. Đây là cái hình ảnh nhiều cái nốt chảy máu nhỏ trong cái bệnh gọi là nám góc bệnh mạch máu do thoái hóa tim một ở não. Nốt rất nhiều các cái chấm chảy máu nhỏ đi trên cái chu sung T2 sao. Cái tổn thương thứ hai ở trong nhu mô não là cái tổn thương đụng dập và chảy máu nhu mô. Là tổn thương chảy máu và do phù nề não do va đập mạnh. Và cái dấu hiệu hình ảnh đặc trưng là cái tổn thương đấy chủ yếu ở cái vùng thái dương trước thì trán và bán cầu não cạnh bán cầu cạnh não cạnh giữa rồi thân não, và tổn thương tiến triển theo thời gian. Giai đoạn đầu thì chúng ta thấy có thể nó bình thường hoặc là mức độ ít, nhưng giai đoạn sau thì chảy máu nó tăng lên rất là rõ. Đây là một vùng của bệnh nhân lúc đầu chụp thì nó tổn thương rất là nhẹ, là nhỏ cái vùng thái dương cả vùng trán bên phải, nhưng sau khi 24 giờ thì mặt thấy là nó chảy máu nó tăng lên rất nhiều và kèm theo cái tổn thương chảy máu mới ở cái vùng thái dương bên trái. Cái thái dương bên trái nhìn kỹ lại thì có vẻ cái ổ này nó không được. Tức là cái hình ảnh này người ta nói là cái tổn thương nó tiến triển rất là nhanh, đúng không? Tương tự một cái bệnh nhân khác có hình ảnh đụng dập và chảy máu như mô não thì trán hai bên đấy, có chảy máu căng dưới đệm đổ về quanh cầu, kèm theo có cả tổn thương của bệnh nhân khác có tổn thương đụng dập chảy máu hai bên, đụng máu ngoài mình cứng ở vùng chẩm bên phải. Thường nguyên nhân là do đụng dập do va đập ở cái vùng chẩm phải nó vỡ cái xương đây và cái máu ngoài mình cứng đây, kèm theo có đụng dập chảy máu như mô não thì trán. Cái tổn thương mà ở cái vùng chẩm ấy thì thường hay phối hợp với cái tổn thương vùng dập ở vùng trán. Tuy nhiên nếu mà đập bị va đập ở vùng trán thì ở vùng chẩm thì ít bị. Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái xoang, các hệ thống xoang thì nó giảm lực cho cái va chạm đấy. Nên tổn thương ở cái va chạm vào vùng trán thì nó lại hay bị tổn thương xoang, nhưng mà cái tụ máu ở cái phía sau này nó đỡ hơn. Như ở vùng chẩm thì lại hay tụ máu nặng hơn, vừa tụ máu ở cái vùng chẩm nó hay bị vỡ xương và đụng dập vùng chán. Đây là cái hình ảnh mà đụng dập tụ máu nhu mô não ở cái thùy hồi thùy thái dương bên trái và cả cái thùy trán bên phải, đây hai bệnh nhân khác nhau. Đây là cùng một bệnh nhân thì ra thấy lúc đầu là tụ máu đụng dập chảy máu nhu mô não chứ nó nhỏ, sau đấy nó sau vài tuần chụp lại thì thấy là sau 24 giờ chụp lại thì thấy người ta thấy là có cái tụ máu nó cái vùng đụng dập nó rộng hơn và cái vùng chảy máu nó tăng hơn. Tương tự như cái này thì các bạn thấy là cái đụng dập chảy máu như mô não thì chán thì thái dương, người ta chỉ tổn thương là có cái tổn thương va đập phần mềm ở cái vùng đối diện. Đây là chính là do cái cơ chế đầu di động, đúng không ạ? Đập ở cái vùng tổn thương nhưng mà cái vùng chính giữa cái vùng tiếp xúc, cái vùng va chạm ấy thì không bị tổn thương mà lại tổn thương ở cái vùng đối diện. Thì đây là cái cơ chế do đầu di động. Ví dụ như do tai nạn giao thông, do ngã từ trên cao xuống. Thì đây là do cơ chế đầu di động. Đúng không ạ? Tương tự như thế thì có hình ảnh đụng dập chảy máu như mô não ở cả hai bán cầu, kèm theo có tụ máu dưới da đầu vùng chẩm bên trái, tụ máu dưới màng cứng à ngoài màng cứng vùng chẩm trái, có cả khí và dịch trong khoang dưới màng cứng vùng chẩm vùng trán thái dương chẩm bên trái, đúng không ạ? Tức là tổn thương rất nhiều. Đây là cơ chế đầu di động nên là tổn thương rất nhiều vị trí. Và đây là cái tổn thương mà dập phần mềm ở vùng trán đỉnh bên trái, kèm theo có cả những cái chảy máu dưới nhẹ và phù não
cái bán cầu trái kèm theo có các ổ chảy máu trong nhu não ở cái vùng bán cầu bên phải, đúng không? Cả chảy máu không ghi nhận nữa. Đấy, cái cơ chế đầu di động là chúng ta phải thấy. Chúng ta nhìn cái hình ảnh này thì chúng ta giống như là một cái tổn thương tụ máu, có thể là tụ máu trong nhu mô não. Nhưng thực tế thì sau khi tiêm trên các lớp đây, ở trên cổng từ đây thì nhìn giống như một cái tụ máu. Nhưng thực tế khi tiêm lên nó lại là cái u màng não, Thế thì chúng ta cũng phải phân biệt với những cái hình ảnh mà nó không thực sự điển hình, chúng ta phải và lại không có lâm sàng. Khi một cái tổn thương không điển hình, chúng ta phải hỏi lâm sàng. Bệnh nhân không chấn thương hoặc là trong cả có lâm sàng nhưng mà nó không có phần nền nhiều và lại tụ máu nó lửng thế này thì bạn phải cho nhân tiêm hoặc là phải chuyển các phương pháp để nói này khác. Thì đây này là khá điển hình, khá rõ của một cái màng não do có dày cái màng cứng đây này. Dày màng cứng ở trên cái xương lèm cộng từ đây chính là cái u màng não. Đây một cái hình ảnh tổn thương mà nếu mà chúng ta đến với chúng ta mà bệnh nhân chấn thương thì chúng ta dễ đọc là cái tụ máu nhu mô não. Nhưng thực tế thì các bạn nhìn thấy cái tụ máu nhu mô não gì mà nó lại không có một tí phù não nào xung quanh cả, đúng không ạ? Không có một tí phù não nào xung quanh cả. Đấy thì không cân xứng với lại cái triệu chứng lâm sàng. Đấy, chính vì thế không giống như một cái tụ tập tụ máu nhu mô não, chính vì mà nó lại có những cái hình ống dạng như đường ống. Thì cái này mình phải nghĩ đến cái bệnh lý khác chứ không phải là tụ máu nhu mô não. Thì khi tiêm lên thì người ta thấy là đường thuốc rất là rực rỡ. Đấy, cộng từ thì nó có hình protocol, cái này nó điển hình của một cái dị dạng mạch, dị dạng mạch thông động kinh mạch trong nhu mô não, đúng không ạ? Thì chúng ta phải phân biệt được cái khi mà những cái tổn thương mà chúng ta cảm thấy nó không điển hình của một cái dấu hiệu của cái hình ảnh đó thì cái bệnh đó thì chúng ta phải nghĩ đến các cái bệnh khác nữa, chứ không chăm mô tả thấy tăng thì cho tự nhiên nó đã chảy máu như mô não. Đấy thì cũng không đúng, đúng không ạ? Chúng ta phải nghĩ đến cái khác nữa. Đôi lúc chúng ta sẽ thấy là tụ máu ở những cái vùng mà nó không cân xứng với cái vùng chấn thương. Đây là cái hình ảnh mà tụ máu và phù não quanh cái ổ máu tụ ở vùng nửa phố thái dương bên phải, đúng không ạ? Tuy nhiên là cái bệnh nhân này chấn thương thì phần mềm nó không nhiều và lại tự nhiên là chảy máu như thế này, không có va đập phần mềm, không có tụ đụng vào phần mềm nhiều và tự nhiên lại có chảy máu lớn như này thì phải xem lại. Thế thì bệnh nhân này khi người ta xem kỹ lại thì người ta thấy cái xoang này, đây chính là cái xoang ngang mà tôi vừa nói. Nếu nó không có tụ máu này đôi lúc các bạn phải cắt lệch và kích thước xoang ngang hai bên nó cũng không giống nhau thì các bạn hay đọc là tụ máu ngoài màng cứng và dưới màng cứng ở cái vùng này. Rất nhiều người đọc nhầm rồi. Đấy, các bạn phải để ý là không được đọc ở cái vùng này, nó có cái xoang cả cái vùng này nữa, nó có xoang sigma. Đấy. Rồi cái hệ thống xoang thì xoang đấy các bạn đã được học giải phẫu rồi, các bạn nên nhớ là trong máu trong xoang thì nó luôn luôn tăng tỉ trọng hơn một chút so với nhu mô não. Và các bạn đừng đọc những trường hợp đấy là tụ máu. Ngay cả bác sĩ thần kinh cũng thế, mấy bác sĩ trước ở đây đấy, tôi không tiện nói tên. Và các bạn đọc thế này cũng là đọc bác sĩ chung thì mình đọc là bình thường. Thì bác sĩ lâm sàng xuống đùng đùng và đọc thế này cũng đọc, tụ máu to thế này cũng đọc. Thế thực tế thì khi mà mở lên thì làm gì có máu gì đâu, đấy là cái máu ở trong cái xoang ngang hai bên. Các bác không biết thì các bác bảo đấy tụ máu, không phải, đấy là cái xoang ngang. Thế thì đang nói tiếp về cái trường hợp này là tụ máu ở cái vùng hố thái dương bên phải, nó không tương xứng với mức độ tổn thương phần mềm. Đấy. Thế thì cái này nhìn thấy cái xoang ngang này nó lại tăng tỉ trọng hơn bất thường. Đấy. Thế thì người ta phải nghĩ đến không phải là do chấn thương mà là do gì ạ? Do bệnh nhân bị huyết khối cái xoang ngang này này, xong là nó chảy máu ở cái vùng nhu mô não.
mà có cái tĩnh mạch nó dẫn lưu về cái xoang đó. Đấy. Khi những cái xoang nó bị tắc ấy, thì cái máu không ở cái máu ở cái tĩnh mạch vỏ não nó không đổ về cái xoang đấy được, tức là máu nó không lưu thông được thì nó vỡ và nó chảy máu, và nó chảy máu trong nhu mô não đó. Thế thì khi chảy máu trong nhu mô não đó thì chúng ta phải loại trừ cái trường hợp vỡ xoang này. Đó. Thế cái cái tắc xoang này, thì đây là cái trường hợp tắc cái xoang ngang và nó gây những đợt chảy máu trong nhu mô não thì thái dương. Đấy. Khi bệnh nhân bị tắc bị vỡ ra này, bệnh nhân ngã ra. Đấy, ngã ra và đến viện với chúng ta là chấn thương. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì chúng ta phải trong cái trường hợp đấy chúng ta phải nghĩ đến hai cái khác nhau ở cái dựa vào cái dấu hiệu tổn thương phần mềm. Tổn thương phần mềm nó gần như không có và tự nhiên mình lại thấy tụ máu nhiều này thì mình phải có cái con đầu nghĩ đến cái tổn thương khác. Và khi đấy có những tổn thương khác thì mình phải nhìn các cái dấu hiệu khác của nó. Và nếu mà cái trường hợp này không điển hình nữa thì người ta sẽ cho tiêm. Cho tiêm lên. Thế thì cái thằng mà bị tắc xoang thì nó sẽ không ngấm thuốc ở xoang. Đúng không ạ? À, đấy là các cái tổn thương nguyên phát, gồm có tổn thương trong trục và tổn thương ngoài trục, đúng không ạ? Thì gồm có mấy cái chính như thế thì tôi đã nói xong rồi. Nhưng cái tổn thương thứ phát thì gồm có thứ nhất là tổn thương phát vị não. Đấy. Thứ hai là tổn thương phù não, đúng không ạ? Rồi mô não. Rồi thứ ba là tổn thương về các cánh động mạch. Và thứ tư là tổn thương về thông động tĩnh mạch. Đầu tiên đó là cái thoát vị não. Thoát vị não thì không phải chỉ gặp ở trong chấn thương mà gặp ở trong rất nhiều các cái bệnh khác. Do tổn thương nó làm gây hiệu ứng khối và nó gây chèn ép cái nhu mô não ở xung quanh cái tổn thương gây hiệu ứng khối đó. Và nó gây thoát vị não thì gồm có bốn thể thoát vị, gồm có thoát vị dưới liềm, thoát vị từ trên xuống dưới và thoát vị từ dưới lên trên. Thì hai cái này người ta có thể gộp chung thành thoát vị xuyên qua lều tiểu não, và một cái nữa là thoát vị amidan, tức là thoát vị cái amidan tiểu não xuống qua lỗ chẩm. Thế thì người ta có thể chia làm bốn hoặc ba tùy các bạn. Thì đầu tiên là thoát vị dưới liềm đại não. Thì cái tổn thương dưới liềm đại não thì các cái bờ của các cái gánh cuộn não trượt ở dưới cái bờ tự do của cái liềm đại não, cho nên nó gây chèn ép cái não thất bên cùng bên và giãn nó lên đối diện, và nó có thể gây thiếu máu của động mạch não trước. Đây là cái hình ảnh. Và khi một cái tổn thương nó gây hiệu khối ở cái bán cầu trái này hoặc bán cầu phải này thì nó sẽ gây đè đẩy và nó gây trượt cái cánh cuộn não của cái bán cầu đại não qua cái bờ tự do. Đây là cái liềm đại não này, thì liềm đại não có bờ dính vào cái tạo nên cái xoang, cái phần ôm quanh cái xoang dọc trên, và cái bờ tự do là cái phần ở phía dưới, đúng không ạ? Thế thì cái nhu mô não nó sẽ trượt qua và nó chui qua đây, chui qua đây. Thế thì khi các bạn đã học giải phẫu mạch não rồi thì nó có hai cái động mạch não trước nó đi lên ở cái vùng đa lát cái này, nó đi lên và nó vòng ngược lên và nó chạy dòng dọc qua hai bên của cái lều tiểu não này này, à cái liềm đại não này này. Thế khi mà nó bị thoát vị thì nó sẽ đẩy này và nó sẽ đẩy cả nhu mô não này sang, gây đè ép vào cái lát thất bên cùng bên, giãn lát thất bên này, và nó sẽ đè ép vào hai cái động mạch não trước và hai bên. Và khi nó đè ép vào nó trước hai bên thì nó sẽ làm gì ạ? Nó ra đây là thiếu máu của hệ nó trước hai bên. Một cái thoát vị nữa là cái thoát vị từ trên xuống dưới của nhu mô não và thoát vị xuống dưới và bán cầu xuống dưới qua hệ tiểu não này, thì nó sẽ làm giảm cái mất cái bể quanh cầu, mất cái bể quanh cầu cùng bên đó, mất bể quanh cầu cùng bên. Còn một cái nữa là thoát vị cái hạch nhân tiểu não này qua lỗ chẩm xuôi xuống dưới. Đây là cái hình ảnh mà các bạn thấy là cái khối tụ máu ở cái thùy trán bên trái rất lớn, nó gây hiệu ứng khối và đè ép vào cái não thất bên cùng bên từ bên trái về đè đẩy lệch cái đường giữa này. Đây là cái liềm đại não đấy, nó bị lệch thẳng sang bên phải, kèm theo
có cái hình ảnh là gì? Các bạn nhìn thấy là bên con đèo này lệch đây đấy, và phù não đây đấy, và người ta có thể đo cái đường kính, cái độ di chuyển độ lệch này, người ta đo bằng cách là ba năm chất, người ta kẻ từ cái đường chán trong đến đường chẩm trong này đấy, đấy đường nữa này đường đây, và người ta sẽ từ cái đường ngang đó người ta sẽ kẻ từ cái não thất ba sang cái đường giữa đó, đường vừa kẻ đấy, và cái kích thước của nó thay đổi từ 5, giới hạn 5 người thì người ta sẽ chia làm để lệch độ 1, độ 2 và độ 3, đúng không ạ? Dưới 5 thì là độ 1, trên 5, từ 5 đến 10 là độ 2 và trên 10 là độ 3. Đấy, cái đấy thì cái phần u não thì các bác sĩ sẽ nói thêm. Đây là cái hình ảnh mà tụ máu dưới màng cứng bán cầu bên trái, đúng không ạ? Giai đoạn bán cấp, và nó gây ra những ứng thối để áp dụng não, mất hết các cái lãnh vực não ở bên bán cầu bên trái. Đây là đường giữa, đây cái hình ảnh người ta kẻ cái đường giữa đây, đây là đường giữa, người ta sẽ kẻ nơi này và người ta lấy những vị trí từ cái đường giữa bình thường, người ta kẻ những cái đường giữa mình vừa kẻ, người ta được cái khoảng cách thì người ta sẽ tính được cái khoảng cách này đó. Đây tương tự như vậy, đây tụ máu dưới màng cứng cấp tính, đây là đường giữa. À, thì đây là hình ảnh thoát vị dưới điểm đại não. À, thì hai cái động mạch nó chạy ở phía trước này, khi mà nó thoát vị này thì nó gây ra thiếu máu của cái động mạch này, đôi lúc sẽ có cái hiện tượng nhồi máu do cái thoát vị não. À, một cái hình ảnh thoát vị xuống dưới thì tôi đã nói rồi, tức là hồi móc và hồi hàn mã di chuyển qua đều tiểu não, làm rộng cái bể góc cầu tiểu não cùng bên, và sẽ làm cho cái thân não nó di chuyển sang bên đối diện, và hay gặp cái thiếu máu của hệ động mạch não sau. Còn thoát vị lên trên thì làm mất cái bể của não sinh dư. Đây là cái hình ảnh mà hình ảnh thoát vị não bán cầu tiểu não, nó từ vào thủy nhậu, nó tức là thoát vị của cái nhu mô não ở dưới lều, thoát vị lên trên qua lều tiểu não, và nó làm mất cái bể quanh tiểu não sinh tư này. Đã, mất cái bể quanh tiểu não sinh tư. Đã. Đây là cái hình ảnh rất rõ, đúng không ạ? Cái tổn thương thoát vị với bán cầu, cái nhu mô não của bán cầu tiểu não và thủy nhậu lên trên. Đã. Và làm mất cái bể của não sinh tư và giãn cái hệ thống não thất rất nhiều. Đây là cái hình ảnh một cái khối tổn thương ở cái thủy thái dương bên trái. Đấy. Nó gây ra hiệu ứng khối và làm cho cái hồi hải mã này nó bị thoát vị xuống dưới. Nó làm mất cái bể quanh cầu. Đấy. Mất cái bể quanh cầu. Đưa cái phần dịch não tủy ở cái vùng bể quanh cầu các bạn nhìn thấy mất đi. Đấy. Và khi nó như thế này thì nó lại có thể gây ra tổn thương ở cái động mạch não sau này. Đấy, làm cho thiếu máu ở động mạch não sau. Như các bạn nhìn thấy cái bể quanh cầu ở đây nó phải có khoang dịch não tủy, nhưng mà đây thì tự nhiên nó mất và nó có hai, cả hai bên cái nhu mô não của cái thủy, cái hồi hải mã ấy, cái thủy thái dương ấy, nó phát vị cả vào trong và nó làm xóa đi cái bể quanh cầu đấy, và cái cầu não này các bạn không phân biệt được với nhu mô não nữa, thì cái này nó là bị phát vị lên xuống dưới, thoát vị xuống dưới do cái khối ở phía trên đều mà nó gây thoát vị não từ trên xuống dưới. Đây là cái hình ảnh người ta đã tiêm để thấy là cái động mạch não trước hai bên này nó bị đè ép, Đây là cái tổn thương mà thủy trán, thủy thái dương bên phải. Còn đây là cái tổn thương mà không liên quan đến chấn thương, như là nói là cái phần thoát vị não thôi. Đây là tổn thương di căn, đau ổ và nó gây phù não rộng, gây hiệu ứng khối phù não rộng và nó gây thoát vị dưới liều đại não độ 3, và nó sẽ đẩy lệch cái động mạch đây, hai cái động mạch đằng trước đây. Đấy. Thế thì khi mà nó thoát vị dưới liều càng lớn thì có nguy cơ bị chèn ép vào hai cái động mạch đằng trước này càng nhiều. Đấy. Nên là đôi lúc chúng ta thấy thoát vị rồi chúng ta lại phải để ý xem
là nó có thiếu máu, nó nhồi máu ở cái vùng nào hay không. Thứ hai là cái phù não lan tỏa và nhồi máu lan tỏa, thì cái này nó cũng có thể gặp trong rất nhiều bệnh, trong đấy cả chấn thương cũng có thể gặp do cái biến đổi hàng rào máu não. Đấy, và thường phát hiện sau 24 đến 48 giờ sau chấn thương. Thế thì cái đặc điểm của cái phù não là gì? Là chúng ta sẽ thấy là các cái rãnh cuộn não và bể đáy bị xóa, tức là nó không còn cái rãnh cuộn não mình đạt tỷ trọng, tương đương tỷ não tỷ nữa mà nó xóa hết. Đấy. Thứ hai là ranh giới chất trắng chất xám không rõ ràng. Đấy. Thứ ba là cái dấu hiệu tiểu não trắng, có nghĩa là mất phân biệt giữa thân não với bán cầu tiểu não hai bên. Đây là cái hình ảnh mà các bạn thấy bình thường cái chất trắng chất xám các bạn có thể phân biệt rất là rõ. Đây, chất xám thì nó màu trắng hơn và chất xám trắng thì nó màu đen hơn, hay người ta gọi là màu xám hơn. Các bạn nhìn thấy không? Trên các lớp vi tính. Nhưng mà cái vùng này thì các bạn thấy là cái hình ảnh mà chất trắng và chất xám ở cái vùng thủy đảo này này, và không nhìn thấy đâu nữa, không phân biệt được nó với lại cái chất trắng dưới nó nữa. Thì đây người ta gọi là dấu hiệu Ruban thủy đảo. Tôi mượn cái hình ảnh của cái nhồi máu não sớm để nói đến cái chuyện là phân biệt chất trắng chất xám thôi, để các bạn hiểu được thế nào là mất phân biệt chất trắng chất xám. Thứ hai là gì ạ? Cái dấu hiệu thứ hai đó là cái xóa cái rãnh cuộn não và bể đáy, tức là người ta bình thường người ta sẽ thấy những cái rãnh này, nhưng khi nó phù não lan tỏa nó mất hết các rãnh này đi. Đấy. Thứ ba là cái dấu hiệu tiểu não trắng thì cái đấy thì khi nào gặp thì tôi sẽ chỉ vào. Đây tương tự như cái này cũng được. Thế thì bình thường cái cầu não với lại cái bán cầu đại não phía dưới đây, cái cầu tiểu não phía dưới này, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chất trắng chất xám nó phân biệt rõ, nhưng nút và đi quan tỉ đạo thì nó sẽ không phân biệt được các cái. Đây các bạn nhìn thấy vẫn tăng tỉ trọng ở hai cái bán cầu, còn cái cầu não này thì các bạn cũng sẽ thấy nó giảm tỉ trọng hơn. Nhưng khi mà cái dấu hiệu tiểu não trắng tức là nó cả cái vùng này nó giảm tỉ trọng đồng nhất luôn, không phân biệt được. Thì kiểu nó trắng thì nó phải nó tăng tỷ trọng hơn so với bán cầu đại não. Không, tiểu não trắng có nghĩa là toàn bộ cái nhu mô não của bán cầu thì, tiểu não với lại cái cầu não phía trước đấy nó không phân biệt được với nhau. Hiện tại là trước em đọc một số tài liệu nó ghi là cái tiểu não nó cấp máu riêng so với hệ động mạch của bán hai bán cầu đại não, nên là khi bị phù não thì chỉ có hai bán cầu đại não thiếu oxy thôi. Nó cái tiểu não nó cấp cấp máu nó có nhánh bằng hệ riêng từ động mạch ở ngoài nó vào. Cái này thì mình dịch đúng tài liệu nó là dấu hiệu tiểu não trắng là mất phân biệt giữa thân não và bán cầu tiểu não. Còn cái chuyện phân biệt giữa bán cầu tiểu não và bán cầu đại não thì cái đấy mình không cắt qua cái vùng đấy. Bạn hiểu không? Tức là mình không cắt ASEAN, mình không thể cắt được bán cầu tiểu não và bán cầu đại não. Bạn cắt ASEAN cắt như nào để thấy được cái đường? Có những nát cắt mà nó sẽ đi qua cái vừa trên nèo vừa dưới nèo luôn. Mặt nát cắt nào mà có thể đi qua được? Tức là đều cắt qua, người ta phân biệt là dấu hiệu tiểu não trắng là dấu hiệu mất phân biệt giữa thân não và bán cầu tiểu não. Thế đấy là định nghĩa rõ ràng. Nhá. Đấy, tức là mất phân biệt bình thường thì chúng ta phân biệt được dựa vào cái chất trắng chất xám của cái bán cầu tiểu não. Còn hiểu không? Còn khi mà nó mất phân biệt thì người ta gọi là dấu hiệu tiểu não trắng. Đây là cái hình ảnh mà nhồi máu não do chấn thương. Đấy, nhồi máu não do chấn thương. Đây là hình ảnh nhồi máu não trên cộng hưởng từ và tăng tỷ trọng, tăng tín hiệu trên tuyến dực và giảm trên ADC. Đấy, tương tự như vậy. Thì đây là nhồi máu do chấn thương, các bạn cũng sẽ thấy. Đấy, nó tổn thương tăng tín hiệu trên T2. Đấy, và tăng tín hiệu trên flare đây. Nhồi máu do chấn thương.